phong trào bóng đá nghiệp dư. Kỹ năng xử lý bóng của Việt Phương thì đúng là các tuyển thủ quốc gia đôi khi cũng phải học tập. Một lần nữa chúng ta được chứng kiến siêu phẩm khác của Việt Phương. Thực sự đó là những pha xử lý quá đẳng cấp, ở một đẳng cấp rất cao. Trước đó là một quả đi sâu về nách trái và nghiêng người cứa lòng phải. Bây giờ thì vẫn là một tình huống tương tự như vậy và chiến thắng với tỷ số. Về phía khung thành của nhau. Phương Vũ Tu dứt điểm 1-0. Nếu như Phương Vũ Tu nhận là tiền đạo đứng thứ hai tại Hà Nội thì không ai dám đứng thứ nhất. Anh đã khẳng định được thương hiệu. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ DTS. Phương Vũ Tu rất kéo. Quá đẹp. Một siêu phẩm của Phương Vũ Tu. Những pha xử lý của Phương Vũ Tu như vừa rồi có thể nói là biết nhưng không thể làm gì được. Một pha xử lý quá đẳng cấp. Chúng ta sẽ xem lại tình huống xử lý này của Phương Vũ Tu. Một tình huống cổ chân dẻo như bún của làng Phú Đô ngay gần đây. Và sau đó là cú đặt lòng thì có thể nói là không thể tuyệt vời hơn. Nhà quê không có gì ngoài cỗ lòng, và đặt lòng như vừa rồi thì có thể nói là quá khó. Rất căng. 4-5. Hat-trick của Phương Vũ Tu. Thủ môn Minh Hoàng ném bóng rất mạnh lên. Phương Vũ Tu rất mềm mại, rất khó. Vẫn còn 2-1. Chính xác là 1-2. Pha solo của Phương Vũ Tu. Có thể nói là trong tình huống vừa rồi thì các cầu thủ BIDV Quang Trung đã chủ quan. 3 cầu thủ của BIDV Quang Trung không kèm nổi Phương Vũ Tu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha dứt điểm rất tốt. Phút thứ 50 của trận đấu và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Moon. Lại là cái tên quen thuộc, Phương Vũ Tu. Một pha xử lý quá đẳng cấp của Phương Vũ Tu. Trong khi trận đấu giữa Top Group và MBCOM đang diễn ra tuyệt vời. Lần này thì chắc chắn là điểm 10 cho chất lượng rồi. Một cú poker của Việt Phương, và thực sự là tôi không biết dùng lời gì để có thể diễn tả được phong độ tuyệt vời của chàng trai này trong trận đấu ngày hôm nay. Đến huấn luyện viên Tú Khỉ cũng không muốn ăn mừng nữa rồi. Mọi thứ nó diễn ra cứ như thể là Phương Sinh. Vũ Tu. Đúng là đẳng cấp của Phương Vũ Tu. Đẳng cấp của một cầu thủ chơi xuất sắc nhất tại HPL vừa rồi. Một pha phối hợp 1-2 rất tốt của cầu thủ DTS. Người nhà bóng đó là Quý Chớp. Pha sút bóng như sét đánh của Phương Vũ Tu. Đánh bại cả trung vệ Bình Kaka lẫn thủ môn Hưng Sê Lê. Duy Tếu. Phương Vũ Tu rất đẳng cấp. Không biết nói gì. Rõ ràng mọi mỹ từ dành cho Phương Vũ Tu thì hôm nay đều là. Phương Vũ Tu lại đi qua tốn say, và bằng cú đặt lòng anh lại hạ gục Văn Mậu. Những cú dựa lưng của Phương Vũ Tu sau đó lựa chọn một góc để có thể dứt điểm. Lúc này thì cặp tiền vệ trung tâm của Top Group Phương rất hay. Tuyệt vời. Lại là một siêu phẩm nữa của Phương Vũ Tu, là xứng đáng với danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá phụ Hà Nội ở thời hiện tại. Đỡ bóng một chạm, xoay sở gọn gàng, động tác giả,
khiến cho Long Tôm xoài xoạc và cuối cùng là pha nửa vẩy má ngoài, nửa chích mũi, bóng đi về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn chính De Gea. Tuyệt vời. Vừa rồi là Minh Bóng Đen. Tiến Cô. Vẫn là Tiến Cô dọc biên. Sẽ là rất khó trong trường hợp này. Thông thường mỗi khi đá dọc biên thì cầu thủ đứng ở đáy biên phải là cầu thủ chân nghịch. Nếu như vừa rồi là một cầu thủ chân trái đứng làm tường nhả ra sẽ tốt hơn. Không khó đối với thủ môn Đỗ Ngọc Tuân. Cú phát bóng đúng của một thủ môn chuyên nghiệp. Một tình huống chuyển dài, Phương Vô Tô cơ hội dứt điểm. 1-0 dành cho Top Group. Sai lầm của một cầu thủ của BIDV Quang Trung và bóng đến chân Phương Vô Tô. Cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội. Đây là bàn thắng thứ 8 của Phương Vô Tô. Phương Vô Tô đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Top Group có được một vị thế cao ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì phản công cho đội bóng áo đỏ. Đồng con Phương Vô Tu. 2-0. Vâng, như vậy Phương Vô Tu đã lập cú đúp chỉ trong ít phút. Tuyệt vời, vừa rồi là một tình huống Phương Vô Tu đã ghi bàn bằng một cú chích mũi rất nhanh. Hưng phấn đang đến đối với Top Group và cú đúp của Phương Vô Tu diễn ra rất nhanh chỉ sau hơn một phút thôi. Trần tốt lắm. Tốt của Tú Trôi, Phương Vô Tủ qua rồi, sút bóng. Đó là giá trị của Phương Vô Tủ. Một nhịp lắc qua người, một pha sút bóng quyết đoán và tỷ số là 1-1. Đó là trần giá trị của tiền đạo phủi hàng đầu của Hà Nội. Ba không. Tỷ số khá khó ngờ. Như vậy Phương Vô Tu là người đầu tiên chạm mốc 3 bàn thắng. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết nắng quá đẹp. Phương Vô Tu đã có bàn thắng. Pha giữ bóng và dứt điểm quá khéo của Phương Vô Tu. Tuyệt vời. Có Phương Vô Tu là có bàn thắng. Pha xử lý đẳng cấp của Phương Vô Tu. Giữ cổ Trần và đưa ra một hướng dứt điểm. Like và share nhịp đập iFủi và iFủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.